Lại xin chào toàn thể các bác làm thợ đánh chim đêm trên toàn cả nước nhé. Ngày hôm nay thì cơ sở bên em xin giới thiệu chi tiết tới các bác là về cái mẫu loa bắt nhôm bẫy chim đêm. Thì trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về cái dòng loa này, em cũng xin giới thiệu qua cái mua bán này. Bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng trên cái dòng loa bắt nhôm này thì các bác có thể là tham khảo đặt hàng cho em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Còn ngoài bán loa bắt nhôm ra thì bên cơ sở nhà em là bán tất cả những cái mẫu loa dùng để bẫy chim đêm. Đấy, hàng Việt Nam có, hàng Indo có. Và cái thứ hai nữa là bán tất cả những cái dòng lưới bẫy chim đêm. Đấy, mắt nhỏ nhất từ 4/8 cho tới là mắt 12 phân. Thì các bác đang có nhu cầu sử dụng một bộ đồ hoặc là muốn mua lẻ đấy, và củng cố thêm cái bàn lưới của mình ấy, thì các bác có thể là tham khảo đặt hàng. Còn về dòng loa bắt nhôm này, đầu tiên thì phải nói ưu điểm của nó là nó sẽ đánh được nhiều những cái loại chim di cư. Đấy, trong cái thời gian này thì có con mắt đỏ, mắt xéo này. Thứ hai, ba nữa là con quốc ta này. Đấy, te vàng, rẽ đuôi xòe. Thì đấy là những cái dòng chim mà cũng rất là kinh tế để các bác sử dụng trên mẫu loa là các bác đánh. Đấy, ngoài những cái mẫu loa như thế này thì các bác có thể thấy là giá tiền của nó rẻ. Cái thứ hai nữa là độ bền của nó rất là cao để các bác sử dụng. Còn về cái loa này thì ưu điểm của nó chịu cái thời tiết mưa rất là tốt. Đấy, các bác đánh phơi nắng phơi mưa thì không sợ ảnh hưởng đến côn. Và ví dụ mà trường hợp xấu xảy ra là bị cháy côn ý, thì bên cơ sở là sẽ có côn thay cho các bác. Và cái dòng này thì sẽ được bảo hành 15 ngày, lỗi trả đổi hỏng. Đấy, tất cả những cái dòng điện tử bên cơ sở nhà em là lỗi hỏng đổi trả là 15 ngày các bác. Còn dây nguồn thì nó sẽ thiết kế ra đây này. Đấy, và bên trong nó có rất nút buộc rồi. Đấy, các bác muốn đấu đấy thì các bác có thể là đấu một đoạn dây điện, các bác kéo tụt vào bên trong. Đấy, đi chẳng may mà đá chân vào thì nó sẽ không bị tụt đứt cái dây ở chỗ củ côn là mình phải tháo ra mình thay. Còn vỏ ngoài của nó là nhôm nhé các bác nhá. Đấy, vỏ ngoài nhôm và thiết kế thì nó cơ bản là nó sẽ không có ren xoáy ở đây thì nước nó sẽ không ngấm được vào. Đấy, khi các bác đánh ngẩm như thế này thì mưa nó sẽ chảy. Đấy, nước mưa vào nó sẽ chảy ra đây. Và ví dụ nước mưa nó có vào trong đây thì nó lại chảy ra qua cái lỗ dây nguồn này các bác này. Đấy, nó thiết kế rất là chu đáo để chúng ta sử dụng. Còn con này thì để mà đánh quốc ta mắt đỏ thì và mắt xéo thì các bác yên tâm. Đấy, rất là chuẩn. Đấy, hàng cực kỳ là chuẩn. Củ nam châm nó rất là to, nó phóng rất là xa. Hàng này thì ví dụ các bác đánh tiếng rẽ hú ấy, thì nó sẽ đi được tầm khoảng 3 cây số nếu bật hết công suất, nhưng mà công suất của nó chỉ có 5W thôi. Đấy, hàng này thì bây giờ thay toàn bộ là về cái dòng loa của Việt Nam rồi. Đấy, ví dụ loại 10W thì là thay bằng cái loại loa bắt nhôm này. Đấy, hàng Việt Nam rất là đắt nhưng mà đánh thì nó sẽ không ăn thua. Đấy, không ăn thua bằng dòng loa bắt nhôm. Đấy, thực tế thì em bán ra ngoài rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa là trong những cái bàn lưới của em quay ấy, thì tất cả anh em thợ và đặc biệt là em là không thể thiếu được cho mình là ít nhất ở trên một bàn lưới là một đôi loa bắt nhôm này các bác. Đấy, hàng thì nó chuẩn chỉ. Và cái quan trọng nữa là cái dòng này nó có cái đế luôn này các bác. Đế thì nó làm bằng bên trên đây là inox này, dưới thì nó làm bằng cũng là khả năng là inox các bác. Cái này thì cũng không nghiên cứu sâu xuyên nhưng mà ý là nó sẽ ngẩng lên được như thế này, nó có đế mà. Đấy, các bác đánh chích lên tầm 4-5 độ hoặc các bác đánh cúc loa xuống này để ok. Và ví dụ đánh những con chim về buổi sáng thì chúng ta sẽ úp loa xuống thì đây, úp rất là đẹp các bác. Hàng này thì lỗi hỏng đổi trả là trong vòng 15 ngày nhé. Đấy, các bác cứ thanh toán tiền và dùng thử ok 15 ngày thì nó không bị chập cháy thì là hết cái chế độ bảo hành. Mà trong cái giai đoạn đấy thì nó chẳng may nó bị hỏng hoặc là cháy côn ý, thì các bác có thể là gửi ra để bên cơ sở gửi cho các bác đôi mới vào đánh. Đấy, các bác lưu ý là như thế. Hoặc là những cái dòng âm ly này. Đấy, tất cả những cái mẫu loa khác thì các bác lưu ý nhé. Đấy, một video thì giới thiệu cho các bác cái dòng loa bắt nhôm. Đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.